Anh chị em thân mến, trong tin mừng của Thánh Luca, sau khi sai 12 tông đồ đi rao giảng, Chúa Giêsu tiếp tục chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Các môn đệ đã được sai đi với trách nhiệm như là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Nói đến người dọn đường, chúng ta nhớ đến Thánh Gioan Tiền Hô với sứ mạng được diễn tả trong sách Isaiah chương 40 từ câu 3 đến câu 5. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn sàng con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của người dọn đường là chuẩn bị con đường cho thẳng để Chúa bước đi, và chuẩn bị tâm hồn con người có đủ điều kiện để đón nhận Chúa Giêsu. Nhờ đó, mọi người sẽ thấy được ơn cứu độ được biểu lộ nơi những người đón nhận như thế nào. Vấn đề mà những người môn đệ Chúa cần phải lưu ý là dọn đường bằng phương pháp nào và phải dùng ngôn ngữ nào. Thánh Gioan Tiền Hô đã dọn đường cho Chúa bằng cách mời gọi dân chúng đón nhận Chúa Giêsu. Ngài nói: có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Thánh Gioan dùng lời uy quyền của mình để dạy dỗ, răn đe dân khi họ tuấn đến xin Ngài làm phép. Thánh Gioan nói: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống? Các anh hãy xin những hoa quả xứng với lòng sám hối. Cái rìu đã kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt và quăng vào lửa. Ta thấy trong lời giảng dạy của mình, Thánh Gioan dùng những lời lẽ rất nghiêm khắc, có tính đe dọa. Ví dụ, nòi rắn độc kia. Nếu bây giờ nói với anh chị em, nòi rắn độc kia, anh cảm thấy sao? Và Thánh Gioan trình bày về Thiên Chúa, một vị thẩm phán công thẳng, chỉ nhắm sự thống hối hoán cải và những kết quả tích cực. Còn nếu ngược lại thì sẽ bị loại trừ. Khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân từ là người mục tử chăm sóc đoàn chiên, yêu thương tất cả những con người tội lỗi yếu đuối mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong 3 năm rao giảng của Ngài, vắng bóng trong lời giảng dạy của Thánh Gioan Tiền Hô. Trong bài tin mừng chúng ta nghe lời Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi dọn đường, thì Ngài nhấn mạnh đến sự bình an mà những người đã từng được sống bên Chúa có thể đem lại cho người khác. Và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Cho dù người đó đón nhận hay từ chối, thì sứ điệp được công bố vẫn là: triều đại Thiên Chúa đã đến gần với em. Những người đi dọn đường cho Chúa Giêsu nói triều đại Thiên Chúa sắp đến, có nghĩa là vương quốc Thiên Chúa đang bắt đầu với sự hiện diện của Chúa Giêsu. Sự bình an chính là hoa trái của thánh thần ban cho những người biết lắng nghe và sống theo lời của Chúa Giêsu. Làm thế nào có thể chia sẻ sự bình an đó
nếu người môn đệ biết lắng nghe những nỗi thao thức, âu lo của những con người tiếp đón. Và vì thế trong hiến chế hội trong thế giới ngày nay của Công đồng Vatican thứ hai đã viết: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người ngày nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà là không có âm hưởng trong lòng họ. Chính trong thao thức đem sự bình an của Chúa cho con người trong mọi thời đại, mà không ngừng tìm hiểu những nhu cầu thực sự của con người và tái khám phá phong phú của nội dung đức tin, họ có thể trình bày về Đức Kitô cách hữu hiệu cho nỗi khao của con người. Và trong chuẩn bị đón mừng ngàn năm thứ ba, Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị thường đề cập đến việc cần phải tân phúc âm. Ngài mời gọi giáo hội suy tư để tìm ra cách thế mới, làm mới lại việc rao giảng tin mừng. Cái mới ở đây không phải là về nội dung đức tin, bởi vì đức tin của chúng ta được lãnh nhận trong truyền thống của các tông đồ, và qua bao thế kỷ chúng ta đã đón nhận truyền thống đó. Nhưng cái mới ở đây là mới về lòng nhiệt tình rao giảng, mới về phương pháp trình bày và trong ngôn từ diễn tả. Một thế giới đang có nhiều thay đổi tận không thể, con người cần có những điểm tựa chắc chắn để tiếp tục sống niềm tin của mình. Thay đổi phương pháp rao giảng với ngôn từ thích hợp với trình độ tâm thức của người nghe và bằng nhiệt tình mới mẻ, công việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay mới có thể gặt hái nhiều kết quả. Đó là lý do mà cha Benedicto thứ 16 đang cùng với Hội đồng Giám mục Thế giới họp tại Roma để tìm ra những phương thức cụ thể cho việc và loan báo tin mừng. Trong lá thư mục vụ, tôi gửi anh chị em trong năm đức tin mà anh chị em vừa nghe, tôi đã có viết như thế này: tái khám phá hành trình đức tin sẽ giúp cho mọi thành phần trong giáo hội nhìn lại con đường Chúa dẫn dắt người bước đi, xuyên qua những thăng trầm trong giữa bóng tối và ánh sáng, giữa ân sủng và yếu đuối, để luôn thành với đức tin đã được truyền lại từ thánh tông đồ. Nhờ việc đào sâu đắm trong bối cảnh xã hội hôm nay, người kia sẽ nhận thấy cần phải căn tân đức của mình một cách sống động và nền tảng hơn, dựa vào lời Chúa và truyền thống của giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng cử hành sống và cầu nguyện, và suy tư về chính hành động đức tin. Đó là một sự quyết tâm mà mỗi Kitô hữu phải biến thành của mình, nhất là trong năm đức tin này. Và trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho toàn thể dân Chúa trong năm đức tin, vào cuối cuộc họp Hội đồng Giám mục lần hai vừa qua, đã có viết: cách riêng trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, đức tin của người Công giáo cần thể hiện qua việc thực thi bác ái. Đức tin và đức mến cần đến nhau và hỗ trợ cho nhau. Chính đức tin giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô, và chính tình yêu Chúa thôi thúc chúng ta đến phục vụ Chúa mỗi khi người trở thành người thân cận của chúng ta trên nẻo đường sông. Được lời Chúa soi sáng và tình yêu Chúa thấm nhập trong suy nghĩ cũng như hành động, chúng ta sẽ trở nên những chứng tá đáng tin trong xã hội ngày nay. Anh chị em thân mến, giáo phận chúng ta hân hoan bước vào năm tin. Chúng ta hiểu được giá trị của niềm vui được biết Chúa Giêsu, được sống với người và được ơn người cứu độ.
Chúng ta cũng ý thức rằng niềm vui được biết Chúa cần phải được chia sẻ với mọi người sống chung quanh chúng ta. Để có thể chia sẻ niềm vui này, trước hết chúng ta cần sống đức tin một cách mạnh mẽ bằng cách học hỏi, đào sâu đức tin và biểu hiện đời sống đức tin của mình qua những việc làm cụ thể. Thái độ sống đức tin cách tích cực sẽ giúp chúng ta trở nên những người dọn đường cho Chúa Giêsu đến với mọi người. Giống như tiên tri Isaiah, như thánh Gioan tiền hô, như các thánh tông đồ, chúng ta cũng phải tìm ra những phương pháp, những ngôn ngữ thích hợp để trình bày Chúa Giêsu anh chị em đang sống chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và giúp cho mỗi người bước vào năm tin với lòng nhiệt thành hăng say.